dưỡng rồi đó, cũng như củ sâm này, này cái mùa năm vừa rồi nó phát triển được tốt thì bộ dây nó rất là đẹp cho mọi người mình. Đó, rất là đẹp đó, nó được ăn điều kiện tự nhiên ở bên đấy nó thuận lợi. Xin chào tất cả quý ba anh chị. Thì em hôm nay một buổi sáng thứ bảy rảnh rỗi, em lại quay cho mọi người cái lô sâm mầm VIP mà em mới về. Cái loại lô này thì em mới về sáng sớm nay mà em đóng hết lên cất đi rồi. Thì bây giờ em bỏ một ít ra để chụp ảnh. Thì sáng nay thì nhiều hàng quá thì bây giờ mình có thời gian để quay chụp. Thì em quay cho mọi người xem cái loại sâm mầm VIP này này. Thì size trung bình của nó thì khoảng tầm núi to nó khoảng tầm 14-15 củ một cân, còn bé hơn một chút thì nó khoảng 20-18-20 củ. Đó, đây em chia hai số cho mình quay cho mọi người xem rõ. Đây, cái cầm ở trên tay cho mọi người nhìn rất là to, còn tay cái của em rất là to và triệu so củ sâm thì rất là ấy. Và cái hàng này thì dễ, nó rất là đẹp đó. Và cái mầm này này là cây ở bên kia là nó lụi rồi, thì là bây giờ ấy là vận chuyển về thì là cái đầu mầm này của nó đã khô và còn cái mầm non của nó đã đang lên. Đây, cái hàng này thì nó già khoảng tầm cỡ 8 cho tới 9 năm tuổi. Đó, vân sâm ở trên củ sâm nó rất là rõ ràng. Đấy, như củ này. Đó, cái hàng này này thì nếu để ngâm lên bình ấy, thì mọi người có thể tết thành dây ngâm lên bình nó cũng rất là đẹp. Vì hàng này dễ, nó cũng rất là già. Đó, và nó củ sâm nó cũng rất là chắc và trắng. Cái hàng này rửa ra thì nó rất là trắng. Và nó có một cái chút, nó có một cái đặc điểm như thế này này. Là mọi người phải quan sát ở trên cái chỗ cổ này nó có một tí hơi vàng vàng đó, theo ngón tay cái của em này đó, nó hơi vàng vàng. Thì cái màu này nó là cái màu dỉ xét của những cái loại sâm lâu năm, nhưng củ sâm lâu năm thì là nó sẽ không được trắng hoàn toàn đó. Đây này, ví dụ như ở trên cái móng tay này của em đấy, mọi người nhìn đó, em cạo ra đây đấy, nó hơi vàng vàng, nó hơi vàng vàng như thế này đó, thì nó sẽ không được trắng hết hoàn toàn. Nhưng vì cái sâm lâu năm, sâm giá thì cái chất lượng của nó phải cần có như vậy thì nó mới đạt được đó. Đây, trên một cái củ sâm rất là trắng bấm, rất là cứng đó. Rất là cứng sâm ấy. Những cái loại sâm mà già 5 tuổi thì nó rất là chắc và nặng tay. Và đặc biệt là cái sâm mùa này này, khi mà cái cây của nó đã lụi đi rồi thì cái dinh dưỡng nó dồn hết vào củ, nên là cái sâm mùa này ngâm uống thì nó sẽ cảm giác là nó sẽ say hơn. Nó ngâm vào rượu uống nó sẽ say hơn. Và nhưng mà nếu khi uống sâm này này thì loại sâm lúc này uống là nó say hơn, nhưng nó lại rất là tốt cho sức khỏe. Bởi vì làm sao, nó rất là giàu saponin, giàu các dinh dưỡng rồi. Đó, cũng như củ sâm này, này cái mùa năm vừa rồi nó phát triển được tốt thì bộ dây nó rất là đẹp cho mọi người mình. Đó, rất là đẹp. Đó, nó được ăn điều kiện tự nhiên ở bên đấy nó thuận lợi. Đó, và cái thời điểm này này là tại sao em không cho về nhiều sâm mầm, bởi vì ở bên đấy nó đang mưa quá nhiều, phải ngày nào nắng thì em mới cho về được hàng. Còn ngày hôm nay là em về rất là nhiều hàng nên là em chỉ làm được cái video để quay nhỏ nhỏ cho mọi người xem. Vì hôm nay nhà rất là chật, thì là không có chỗ đứng, thì bây giờ dọn xong rồi thì mang lên trên này để quay cho mọi người xem để cho mọi người nhé. Đó, cái hàng này thì giá nó sẽ rơi khoảng tầm cỡ nó hợp lý thôi. Cái hàng này thì nó sẽ rơi khoảng tầm cỡ 1.3 triệu. Đó, 1.2 triệu, 1.3 triệu tùy được sang. Và nó còn đấy là giá rất là tốt. Và nếu mà ví dụ ai mua nhiều thì em sẽ bớt được cho mọi người từ 5 cân ấy, sẽ bớt cho mọi người tầm 50.000 một cân. Đó, thêm một chút nữa. Đó, thì cái hàng này thì rất là hay ở cái chỗ đấy. Và nó to, đẹp, dễ chơi. Cái hàng này mua một cân về ngâm cái bình trụ tuyệt vời luôn. Hoặc mọi người có thể có cái bình 10 lít hoặc mình mua một cân thì mình xếp dốc ngược đầu xuống như dễ quay ngược lên trên, xếp kín vào trong bình là đổ rượu và trông rất là đẹp và rất là hợp lý. Cái sâm này nó già rồi thì cái vân sâm nó rõ thì trông nó cũng khá là hài hòa, nó để là chơi đó. Cái em thì em xin được chia sẻ mọi người một chút về cái sâm mầm lô hôm nay em về đó. Rất là cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi hết video của em. Kính chúc mọi người một ngày mới bên gia đình vui vẻ, một buổi tối bên gia đình hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau.